Thưa quý vị, theo Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn thành phố Cần Thơ, toàn thành phố hiện có 289 trang trại chăn nuôi gia súc gia cầm. Những năm vừa qua, do ảnh hưởng của thời tiết cực đoan đã làm phát sinh dịch bệnh, nhất là dịch tả lợn châu Phi, gây ảnh hưởng lớn đến người chăn nuôi. Do đó, chăn nuôi ứng dụng công nghệ cao không chỉ giúp giảm nhân công, nâng cao chất lượng, mà còn là điều kiện để kiểm soát dịch bệnh hiệu quả nhất. Đây là trang trại lợn sạch của ông Dương Hoàng Dũng tại xã Định Môn, huyện Thới Lai, thành phố Cần Thơ. Trang trại với diện tích trên 1.000 mét vuông, trung bình mỗi năm trang trại cung cấp ra thị trường từ 700 đến 800 con lợn giống và 300 đến 500 con lợn thương phẩm. Theo ông Dũng, từ khi chuyển sang nuôi công nghệ cao, không chỉ tiết kiệm được nhân công lao động, thời gian chăm sóc mà còn hạn chế dịch bệnh. Trong cái chăn nuôi hiện nay chúng tôi là gặp rất nhiều khó khăn, vừa giá, rồi vốn, rồi thức ăn. Nói chung là con giống đó, rồi dịch bệnh, nó gặp rất nhiều rủi ro và khó khăn. Tiếp tục đầu tư phát triển để phát triển cái công nghệ chăn nuôi cao hơn, để cho đưa vào cái lĩnh vực mà sản xuất công nghệ cao. Công nghệ cao thì tôi đã đảm bảo là cái công nghệ cao, đảm bảo an toàn dịch bệnh. Trên địa bàn thành phố Cần Thơ hiện có 289 trang trại chăn nuôi gia súc gia cầm. Thời gian qua, ngành nông nghiệp thành phố đã thực hiện nhiều chương trình chính sách hỗ trợ người chăn nuôi áp dụng các giải pháp an toàn dịch bệnh và ứng dụng thực hành tốt trong chăn nuôi, khuyến khích các hộ chăn nuôi nhỏ lẻ chuyển sang trang trại quy mô lớn, áp dụng công nghệ cao để kiểm soát tốt môi trường và sức khỏe vật nuôi. Thành phố cũng đã có nhiều cái chương trình để hỗ trợ người chăn nuôi áp dụng các cái giải pháp an toàn dịch bệnh và ứng dụng cái quy phạm thực hành tốt trong chăn nuôi. Tuy nhiên thì cái mức độ mà ứng dụng chăn nuôi công nghệ cao của thành phố Cần Thơ thì nó cũng chưa tương xứng với cái tiềm năng. Lý do là cái vấn đề quy mô nuôi chăn nuôi nông hộ nó cũng còn chiếm cái tỷ trọng lớn. Do vậy thì thành phố cũng đang định hình các cái khu chăn nuôi tập trung hướng đến cái vấn đề là nuôi áp dụng cái công nghệ cao. Thực hiện đề án tái cơ cấu ngành nông nghiệp, thành phố Cần Thơ định hướng dịch chuyển chăn nuôi từ các quận huyện, định hình các khu vực chăn nuôi tập trung quy mô lớn, hướng đến áp dụng công nghệ cao, bảo vệ môi trường sinh thái. Ngoài ra, quản lý quy hoạch chăn nuôi phải theo lộ trình, xóa bỏ dứt điểm các loại hình chăn nuôi nhỏ lẻ trong khu dân cư. Phát triển chăn nuôi quy mô lớn theo hướng tập trung sẽ nâng cao giá trị một cách hiệu quả và bền vững.